Trong xu thế phát triển hiện nay, việc xây dựng đề án phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số thư viện trong trường tiểu học là cần thiết. Điều này giúp học sinh, giáo viên có môi trường đọc hiện đại, tiện ích hơn, tiếp cận với nguồn thông tin, tri thức đa dạng hơn. Dạ vâng, em cảm thấy rất vui vì trường mình đã áp dụng được thư viện số giúp cho nhiều bạn trẻ có thể tiếp cận hơn, dễ dàng hơn với sách. Và nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn được kiểu như hạn chế, những bạn bị hạn chế thời gian như những ngày thứ bảy, chủ nhật, các bạn vẫn có thể lên trang web thư viện số này để tiếp cận sách và có thể đọc nhiều loại sách. Và nhà trường cũng đã cập nhật rất là nhiều loại, từ tác phẩm văn học đến sách IELTS và các loại sách khác. Phát triển sách trên môi trường số hóa sách là xu thế tất yếu, nhưng tiêu chí dù với hình thức nào thì sách điện tử và sách giấy vẫn có mối quan hệ bổ trợ cho nhau, bởi mục đích cuối cùng là làm thế nào để sách hay có thể tiếp cận được đến mọi đối tượng bạn đọc, qua đó đáp ứng được nhu cầu đọc sách, phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Văn hóa đọc là cái mà nhà trường đã ấp ủ rất là nhiều năm và đã thực hiện rất là nhiều năm. Và cái đầu tiên đó là phải lan tỏa từ chính cái đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Thì như năm ngoái thì nhà trường có một cái quyển sách đó là 7 thói quen hiệu quả mà tất cả giáo viên trong trường đều phải đọc. Và tất cả học sinh trong trường đều phải đọc một cuốn đó là cũng 7 thói quen nhưng mà dành cho bạn trẻ thành đạt. Và quyển sách này là quyển sách mà nằm ở tất cả các tủ sách của lớp. Thì trước hết đó là cái đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường phải đi đầu trong vấn đề đọc sách để làm gương cho các em. Có thể nói, thời gian qua, để phát huy hiệu quả việc đọc sách, nhiều trường học đã đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học. Đặc biệt, nhà trường tổ chức nhiều hình thức thông qua các hoạt động đa dạng như giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, thi vẽ tranh theo sách, sân khấu hóa nội dung về sách. Qua đó tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu, học tập, góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Dạ vâng, em cảm thấy rất vui vì trường mình đã áp dụng được thư viện số giúp cho nhiều bạn trẻ có thể tiếp cận hơn, dễ dàng hơn với sách. Và nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn được kiểu như hạn chế, những bạn bị hạn chế thời gian như những ngày thứ bảy, chủ nhật, các bạn vẫn có thể lên trang web thư viện số này để tiếp cận sách và có thể đọc nhiều loại sách. Và nhà trường cũng đã cập nhật rất là nhiều loại, từ tác phẩm văn học đến sách IELTS và các loại sách khác. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa nguồn thông tin của thư viện, cần có thêm nhiều hoạt động liên quan bổ trợ, qua đó xây dựng nhiều chương trình, hoạt động hoa ý nghĩa như phát triển hệ thống thư viện xanh, thư viện thân thiện, thư viện lưu động. Từ nhu cầu thực tế trong thời đại số, truy cập và khai thác thông tin, tri thức từ các thư viện số dùng chung qua các phần mềm từ các thiết bị điện tử đang là định hướng của các trường học. Và đây chính là cách luân chuyển nguồn thông tin qua số hóa dữ liệu tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của giáo viên và học sinh ngày càng cao trong thời đại số.